Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những điều này đã và đang giúp công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã được những kết quả quan trọng, tạo dựng được niềm tin, sự đồng tình ủng hộ trong của chúng nhân dân. Trong 10 năm từ năm 2012 đến 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn cả nước đã thi hành kỷ luật trên 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 cán bộ đảng viên, trong đó có gần 7.400 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Qua công tác thanh tra kiểm toán đã xử lý thu hồi được hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hecta đất, xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân. Tại Thanh Hóa, trong năm 2022, các tổ chức thanh tra tỉnh đã triển khai 503 cuộc thanh tra hành chính và 839 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm với số tiền 152 tỷ đồng. Cơ quan công an thụ lý điều tra 28 vụ, 60 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp truy tố 10 vụ, 19 bị can. Những kết quả trên cho thấy quyết tâm rất lớn của đảng nhà nước ta từ trung ương tới địa phương cho lĩnh vực này được nhân dân và cán bộ đảng viên ghi nhận đánh giá cao, bày tỏ niềm tin tưởng vào công cuộc phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với địa phương cơ sở và các tầng lớp nhân dân chúng tôi rất là kỳ vọng trong cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn liền với lại công tác xử lý các vi phạm sẽ tiếp tục được đảng và nhà nước hết sức quan tâm và triển khai tổ chức thực hiện tốt đồng bộ trong cả hệ thống chính trị đáp ứng với lại nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tạo nên sự vững mạnh trong hệ thống chính trị. Với sự đồng lòng quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tin tưởng rằng năm 2023 và những năm tiếp theo, công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được giữ vững và phát huy, tạo môi trường lành mạnh, an toàn và ổn định để các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm làm việc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chỉ riêng trong tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 37 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cố cấp tỉnh 3 sao và 4 sao. Kết quả này đang tạo động lực cho các địa phương, đơn vị chủ thể sản xuất phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt 120 sản phẩm ô cốp trong năm 2023. Từ cuối năm 2022, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương ra soát, lựa chọn những sản phẩm lợi thế có thể xây dựng thành sản phẩm ô cốp để đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, theo quy định, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu phải có ít nhất một sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao. Vì thế các địa phương đều quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể hoàn thiện sản phẩm để được công nhận đạt chuẩn ô cốp. Sau 4 năm triển khai chương trình ô cốp, đến nay các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã vào cuộc tích cực thu hút đông đảo các thành phần kinh tế tham gia. Tỉnh cũng như các huyện, thành phố đều có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm ô cốp. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chúng tôi cũng đã tiếp tục giao cái nhiệm vụ chỉ tiêu cho các huyện. Thứ hai là tiếp tục tích cực tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các cái chủ thể phối hợp cùng các cái sở ban ngành để mà hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm nâng cấp chất lượng nâng cấp cái quy mô của sản xuất quy hoạch các cái vùng nguyên liệu với những tiềm năng đa dạng về sản phẩm cùng kinh nghiệm và sự chủ động của các chủ thể sản xuất theo đánh giá của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thanh hóa có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch số lượng sản phẩm ô cốp cho năm 2003. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông ở một số xã ven sông Chu, huyện Thọ Xuân diễn ra nhanh chóng và đáng lo ngại. Nhiều hộ dân mất hàng nghìn mét vuông đất sản xuất, khiến diện tích đất canh tác đang dần bị thu hẹp. Xã Thuận Minh có chiều dài 1.000 mét dọc sông Chu. Đoạn đi qua thôn Long Thịnh xảy ra tình trạng sạt lở nhiều nhất. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị khắc phục tình trạng sạt lở bằng biện pháp đóng cọc và trồng tre chống sạt lở bờ. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ hạn chế được một phần tình trạng sạt lở thì bên mùa thì cũng đã khắc phục là kìa những cái điểm sạt lở là cái này là một phần là cũng 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 do là nhiều mực nước nó lên thì là nó cũng sạt lở và bên mùa cũng có cái phần là kìa và và khắc phục lại những cái điểm sạt lở từ năm trước và năm nay còn những cái điểm nào mà chưa khắc phục được thì mùa sẽ cho khắc phục lại những cái điểm sạt lở đấy theo khảo sát năm 2021 của Sở Xây dựng, toàn huyện Thọ Xuân hiện có 13 điểm sạt lở bờ bãi đều nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều. Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Thọ Xuân được xác định các vị trí sạt lở đất ven sông nằm tại các bãi bồi tự nhiên của sông Chu có cấu trúc địa chất gồm đất lẫn cát mềm, rời rạc. Khi có tác động của dòng chảy, đặc biệt vào mùa mưa lũ sẽ dẫn đến sạt lở. Cùng với đó, hiện tượng khai thác cát sỏi lòng sông trái phép làm rỗng chân bờ bãi hạ thấp cốt đáy của sông Chu dẫn đến các vị trí có đất nền yếu sẽ bị sạt lở. Địa phương đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính đối với tàu thuyền vi phạm. Đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép đã được hạn chế nhưng vẫn chưa triệt để. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khai thác tập kết cát trên sông Chu kiểm tra, cắm đầy đủ mốc giới, phao tiêu tại khu vực được cấp phép khai thác, tập kết khoáng sản, chỉ được phép khai thác trong phạm vi mỏ được cấp phép, thực hiện khai thác đúng thiết kế được thẩm định phê duyệt. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, tính đến sáng nay ngày 8 tháng 2, đã có một nạn nhân tử vong trong vụ ngộ độc do ăn chè miễn phí. Trước đó, nhân dịp dằm tháng riêng, một người phụ nữ ngụ tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, nấu chè đậu trắng để phát miễn phí cho mọi người. Sau khi ăn, 38 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện huyện Trợ Mới. Đến nay, 26 người đã được xuất viện, 4 người tin lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, một người tử vong, Ngoài ra, 50 người sau khi ăn chè bị đau bụng nhẹ, tự mua thuốc uống tại nhà. Liên quan vụ án Trùng giang hồ quân xa lộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can với hai tội danh giết người và che giấu tội phạm. Theo đó, Võ Thủy Linh sinh năm 1990, Lý Văn Tư sinh năm 1978, Hồ Thanh Phương sinh năm 1986 cùng 10 bị can khác truy tố về tội giết người. Ba bị can Phạm Nhật Nam sinh năm 1997, Lê Tuấn Vũ sinh năm 1994 và Lê Thị Tuyết sinh năm 1976 bị truy tố tội che giấu tội phạm. Nhóm các bị can này có liên quan đến cái chết của ông Mai Văn Quân sinh năm 1966, biệt danh Quân Sa Lộ vào tháng 11 năm 2019. Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, cung cấp, đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh, tên khác là Tina Dương, 28 tuổi, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hai tội danh, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hành vi phạm tội của Ninh Thị Vân Anh bị cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt tài sản lớn của nhiều tổ chức cá nhân. Với các tội danh trên, Ninh Thị Vân Anh có thể bị tuyên phạt bức án 30 năm tù và tịch thu tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú tại Khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, về tội vi phạm quyết định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 26 tháng 2 năm 2022, cano phương đông số hiệu QNA1152 do ông Lê Sen điều khiển chở theo 39 người trên đường từ đảo Cù Lao Tràm, vó đất liền thì bị lật chìm, khiến 17 người thiệt mạng. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ đối với ông Cao Văn Lý, sinh năm 1958, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, vì hành vi lái xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông ngày 5 tháng 2. Trong quá trình bỏ chạy, ông Lý còn gây ra một vụ tai nạn giao thông khác. Vụ việc đã khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Cao Văn Lý đã điều khiển ô tô đến Công an huyện Vĩnh Tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường quyết định tạm giữ đối với ông Cao Văn Lý để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Sau 3 tháng kể từ khi được ra mắt, ứng dụng siêu trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã thu hút được hơn 100 triệu người sử dụng trên toàn cầu. Cơ sở mua bán tài khoản ChatGPT hiện cũng đang bùng nổ trên thị trường công nghệ số tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro so nếu người tiêu dùng không tìm hiểu kỹ về dịch vụ cung cấp tài khoản, không chỉ bị lừa mua tài khoản kém chất lượng, nhiều người còn bị lừa tải app ChatGPT trên các nền tảng Android và iOS, hoặc chuyển tiền xong nhưng không nhận được tài khoản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng Việt Nam tìm hiểu kỹ để tránh những chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu trong cơn sốt của ứng dụng ChatGPT. Báo cáo tài chính hợp nhất quý tư năm 2022 của Công ty Đầu tư Thế giới Di động cho thấy các mảng kinh doanh mới của tập đoàn này đang là gánh nặng với những khoản lỗ lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đáng kể nhất trong đó, công ty cổ phần Bách Hóa Xanh liên tục thua lỗ. Tổng cộng giai đoạn 2016-2022, Bách Hóa Xanh ghi nhận lỗ gần 7.200 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ của năm 2022 là lớn nhất với hơn 2.744 tỷ đồng. Bách Hóa Xanh là chuỗi bán lẻ đầy tham vọng của Thế giới Di động khi ra mắt vào cuối năm 2015 từng được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới, thế nhưng thực tế lại đang là gánh nặng lớn nhất của tập đoàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 TTV gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 3636. 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.